Chiều ngày 12 tháng 10, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh chủ trì hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tại hội nghị, các đại biểu đều bày tỏ sự nhất trí với việc sửa đổi bổ sung một số điều của dự thảo luật các tổ chức tín dụng. Qua đó sẽ giúp các tổ chức tín dụng hoạt động một cách lành mạnh, hiệu quả, hạn chế nhiều rủi ro, không an toàn trong hệ thống tài chính và tổ chức tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế. Đồng thời, đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo luật như khái niệm, từ ngữ. Trong đó, ban soạn thảo cần sửa đổi bổ sung thuộc các nhóm vấn đề liên quan đến ngân hàng và xử lý nợ xấu. Các nội dung xoay quanh việc can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và chuyển giao bắt buộc, nhóm vấn đề liên quan đến các công ty tài chính tiêu dùng, xử lý cung cấp thông tin liên quan đến Nghị định số 13 của Chính phủ, đề nghị về hạn chế cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Các hoạt động của các tổ chức tín dụng cần tiếp tục được hoàn thiện để phù hợp với thực tế và thông lệ quốc tế. Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trình Lam Sinh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu đối với dự thảo luật tổ chức tín dụng sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp trình ban soạn thảo tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.